chính sự thật về quản lý thời gian, ai cũng biết, nhưng mãi không thể làm. Các bạn cùng mình xem nhé. Con người vốn không có quá nhiều thời gian đều do gom góp mà có. Quan trọng là những người hay những việc đó có đáng để bạn lãng phí thời gian hay không. Bạn luôn có thể nhìn thấy quãng thời gian người khác chơi đùa vui vẻ, nhưng rất khó có thể nhìn thấy những ngày tháng mà người khác quyết tâm cố gắng. Những người luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân và nghiêm túc với chuyện thời gian, thường tài giỏi hơn người khác. Một ngày chỉ tính từ buổi sáng, vậy nên hãy cải báo thức sớm hơn 1 giờ, một ngày của bạn sẽ dài hơn người khác 1 giờ. Đối với mỗi người, thời gian đều công bằng, thời gian ngắn không nhìn ra, lâu dài chắc chắn có thể thấu hiểu. Không có thời gian, chỉ dành cho những người hay sự việc bản thân muốn, nhưng muốn chưa đủ. Đối với những thứ thực sự cần, người ta luôn có thời gian. Những gì bạn có thời gian làm, thường là những việc vừa dễ vừa vui, ai cũng muốn tranh nhau làm. Thời gian ái phú, phụ bần, có thể những người thành công, biết nỗ lực càng thêm thành công, và những người lười nhác, thất bại càng thêm thất bại. Thời gian nhìn có vẻ ngoan ngoãn, mặc bạn lấy nó ra làm cớ, nhưng rất có thể bạn vừa xoay người đi, nó đã vừa mỉm cười vừa đâm cho bạn một dao ngay được. Thời gian rất vô tình, thời gian không đợi ai bao giờ, phải biết cách sử dụng thời gian đúng đắn, bạn mới có thể thu về thành quả cho mình. Hiểu về những bí mật của thời gian mới có thể khống chế nó trong tay mình bạn nhé.